Anh Túc TV chuyên Clam Aerobe Beauty miễn phí hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ. Dự án này thì mình để hướng dẫn anh em nhận 20 triệu cân đồng à. Rickwack tương với 150 đô và một red anh em sẽ nhận được 10 triệu cân đồng Rickwack này tương với 75 đô. Thì để tham gia kèo này thì kèo này đến tận 31 tháng 1 thì nó kết thúc này và nó sẽ phân phối token thôi. Thì để tham gia kèo này thì đường link mình có để dưới phần mô tả để anh em chatbot này. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm nhanh để chatbot để nhận 20 triệu cái đồng request này. Rồi, khi em kích vào đường link thì nó ra giới diện như trên rồi anh em ấn start này, sau đó ấn join root cho mình nhá. Rồi, nó hiện ra cái bước chân làm bước tiên thì nó bắt anh em join Telegram group này, kích vào thôi. Rồi, join này, ok, join xong thì thoát ra tiếp tục là join trên new của nó. Rồi, anh em join này, ok, join xong thì anh em, nó bắt anh em follow, retweet cái bài đã ghi của nó này, kích vào thôi. Ok. Ok, anh em sẽ theo dõi này. Rồi, anh em theo dõi xong thì anh em sẽ xuống, kéo xuống này. Anh em sẽ bài đã ghi một non nhỉ. Ở đây anh em sẽ tweet lại thôi. Rồi tiếp sau đó thì anh em quay sang bot anh em. Rồi anh em quay sang bot làm theo bước tiếp theo. Nó bắt anh em đăng ký kênh YouTube cũng như là like, comment cái video của nó. Đương nhiên thì vì một lý do nên là mình không thể kích vào YouTube được, được chưa? Rồi anh em sẽ kích vào để đăng ký cũng như là comment like thôi. Rồi xong thì anh em ấn submit cho mình. Yêu submit nhỉ? Yêu submit. Rồi nó bắt anh em đập cái mail mail của anh em thì anh em nhớ đập mail của anh em nha, đừng đập giống mình à, cổng rồi khi nhập mail xong anh em gửi đi này rồi sau đó cái username Telegram của anh em đó thì anh em sẽ nhập 94 này, ok anh sẽ gửi đi này. Rồi, bắt đầu file link của thằng Twitter thì anh em quay sang Twitter cho mình nha. Kích có phải này, ấn hồ sơ này. Sau đó kích vào không phải màn hình này cho mình này. Chia sẻ này. Rồi, sau đó thì anh em sao chép vào khay tạm cho mình. Rồi, sau đó thì anh em quay sang bot anh em sẽ gửi cho nó đây. Cái bắt đầu file link của thằng Twitter. Rồi URL kênh YouTube thì anh quay sang YouTube cho mình. Rồi kênh YouTube thì anh em đăng ký kênh của nó và lấy cái URL kích vào thư viện và sau đó kích không phải màn hình ấn phần chia sẻ này. Sau đó sao chép khai nhân tạo cho mình. Rồi anh em sẽ quay sang gửi cái URL kênh YouTube của anh em cho nó. Rồi rồi sau đó địa chỉ PEP20 thì anh em quay sang ví trước hoặc MetaMask em làm. MetaMask có tích hợp mạng BEC. Được chưa? Mình chưa đoạn à đây nhận này rồi anh em sao chép cho mình rồi anh sẽ gửi cho nó khi mà nó phân phối token cho anh em rồi ra nó gửi rồi sau đó thì anh em ấn vào Binance cho mình. Ok, như anh em có thể thấy là 20 triệu cái đồng request tương ứng 150 đô đã ghi nhận và chờ ngày phân phối thôi. Rồi trong quá trình thao tác anh em có gì không hiểu thì có thể comment bên dưới thì AD sẽ hỗ trợ nha. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.